Ngọc Liên sẽ chuẩn bị hóa thân thành Uyên Linh. Liệu xem Liên có làm được Linh hay không? Chúc bạn thành công. Cảm ơn. Xin mời. Cho người này một bài hát rất quen thuộc với tất cả mọi người qua tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh. Và ngày hôm nay trên sân khấu gương mặt thân quen, chúng ta hãy cùng xem lại hình ảnh này với phần hóa thân của nữ ca sĩ Ngọc Liên. Lắng trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi nhưng phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió. Dài thấm thoát rơi, muốn quên đi nhưng phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy, về đây mang theo dấu che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió than. Vì lời ai hứa, một ngày dìu em bước đi, nơi xa phút giây yên bình. Đầu non cuối gió, người còn làm mây biến dù, để lại đằng sau tiếng ai thở dài. Trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi nhưng phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Quý vị, đó là phần trình diễn của ca sĩ Ngọc Liên cùng với nhóm múa Phương Việt. Quý vị, nếu chúng ta dành một tràng vỗ tay thật to cho Ngọc Liên thì hãy đừng quên dành một tràng vỗ tay thật to hơn nữa cho hai anh bạn cascader của chúng ta, đó là Hoài Nam và Bá Nhất. Nhưng mà bây giờ thì Đại Nghĩa muốn hỏi thăm canh bạn này của chúng ta chút xíu nè, cảm giác mà ôm người đẹp mà bay lên cao cảm giác thấy sao? Không có mệt. Vậy chứ nếu giờ ôm người đẹp thêm lần bay nữa thì chịu nổi không? Nhà nói không? Wow. Vậy bây giờ theo bạn thì nghĩ coi trong cái phim trường ngày hôm nay thì bạn nghĩ rằng bạn sẽ ôm ai? Nếu như bạn nói rằng
ôm người đẹp bay lên thì bạn sẽ không mệt. Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn ôm tôi bạn sẽ không mệt đâu. Chắc lẽ em không ôm anh đâu, tại vì mặc đồ nổi quá. Ít ra không có đẹp như bạn muốn thì ít ra cũng phải chói chói chút xíu đúng không? Vậy bạn nghĩ coi trong cái khán phòng ngày hôm nay thì ai là người đủ cái đẹp mà bạn cho rằng bạn ôm bạn bay lên bạn sẽ không có mệt? Dạ chị Mỹ Linh. Bạn nghĩ là bạn sẽ bế chị Mỹ Linh và bay lên à? Không, chị Mỹ Linh là người em yêu mến nhất. Như vậy là theo bạn thì chị Mỹ Linh cũng chưa đủ cái độ đẹp để bạn bê lên, bạn bay lên. Vậy thì ai nữa bạn thấy rằng đủ đẹp để bạn bê? Dạ, anh Đức Huy. Biết rồi, thì ra bạn ấy có một cái sở thích là cái nét đẹp lão hóa. Dạ, anh Đức Huy là người em ngưỡng mộ nhất. Vậy thì bây giờ bạn cho tôi biết đi, cuối cùng bạn muốn bê ai mà bay lên? Dạ, cuối cùng là anh Hoài Linh. Bây giờ thì tôi biết rằng anh ấy có cái gu là thích người đẹp mình dây. Anh Linh ơi, bây giờ là bạn ấy nói rằng anh ấy sẽ bế anh mà bay lên mà ấy không biết mệt luôn á, anh nghĩ sao anh Linh? Thấy anh vậy chứ không có nhẹ đâu nha. Dạ nổi à. Nếu như bây giờ anh Linh có đủ can đảm lên sân khấu thì bạn ấy cũng sẽ bế anh và bay lên. Không biết rằng anh có đủ can đảm giống như Ngọc Liên của chúng ta hay không mà thôi. Như vậy là giám khảo Hoài Linh của chúng ta đã nhận lời thách thức. Liên ơi, mình qua đây nha. Chuẩn bị nha, chuẩn bị. Anh sẽ hát bài Na Ná như em. Giờ mình hãy xem thử cái bài Na Ná mà anh Linh hát nó như thế nào nha. Sẵn sàng chưa Nam? Rồi quý vị khán giả cổ vũ cho bạn Hoài Nam cũng như là anh Hoài Linh nào. Chuẩn bị, đếm nha. 1, 2, 3. Trời ơi, có quay nữa đó. Mình lại thích áo đen, quay kiểu này mình không có quen. Trời ơi, nó chóng mặt má ơi luôn. Bây giờ anh Linh mới thấy thổi khổ của em. Cảm ơn Hoài Nam, cảm ơn Ma Dương rất là nhiều. Nếu như áo đen đứng thì phải không? Quay không có quen. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều nha. Xin chào hai bạn. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta hãy dành những lời nhận xét góp ý cho tiết mục vừa rồi của Ngọc Liên. Mời anh Linh nói trước ạ. Bạn thể hiện cái bài hát rất là tốt. Cách phát âm của bạn và kể cả cái khẩu hình, bạn cũng cố tình và để hát cho rất là giống. Em đã hát rất là tròn thì cái bài hát và cái phần biểu diễn cũng rất là đẹp. Khi tôi bay toàn ten trên đó thì tôi mới hiểu được cái cảm giác của Ngọc Liên lúc mà phải treo người lên để hát như vậy. Chúc mừng Ngọc Liên đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh, giám khảo Mỹ Linh. Chị nghĩ gì ạ? Tôi chưa bao giờ mà lại thấy một phần nhận xét mà lại nhu như thế này, đúng không anh Huy? Nhũn như là những cái như con chi chi ấy. Nó nhũn là tại vì nó vẫn còn trong mặt cô ạ. Đấy. Tức là đấy thì tôi mới đang nói là tôi đang suy nghĩ là tôi không biết nói như nào. Tức là chị này là chị dọa ban giám khảo. Ý là đấy đấy. Thử đi, rồi chấm thế nào thì chấm đấy. Tùy đấy. Thế bây giờ thì anh bảo em phải chấm sao? Anh nhũn thế thì bây giờ em nhũn đến đâu? Anh có biết đâu. Nói thật là có giống Uyên Linh không ấy? Thì em xin nói là có. Giống. Tức là cái cô Uyên Linh này, cô có cái nhả chữ nó rất là đặc biệt, đặc trưng. Khá là đặc trưng của cô Uyên Linh. Thì là bạn hôm nay bạn đã làm được cái điều ấy. Cái phần phát âm cũng rất là giống. Thì tôi nghĩ rằng hôm nay cũng là một phần diễn thành công của bạn. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Anh Huy nghĩ như thế nào về phần trình diễn này ạ? Qua những cái gần chữ, cái dáng điệu mà bạn cố tình bạn làm cho tròn Uyên Linh đó, thì tôi có thể thấy được cái chất giọng của bạn. Thì tôi cảm thấy rất là